Rồi, tới rồi đó cực. Rồi. Rồi, hai bạn tháo mặt nạ được rồi nha. Chào hai bạn. Bây giờ mình đã ngồi vào vị trí rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho nhau nghe. Nói lớn, nói rõ lên để đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình. Rồi, mời em trai. Dạ, em chào chị Tường, chào bạn nữ bên... Bên kia trái tim. Bên kia trái tim. Và chào mọi người cùng xem chương trình. Em là Trần Bình Hải, hôm nay em 25 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Quê em ở Bình Dương, hiện em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ, em ở quận 10. Ở quận 10, em gái. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Hồng. Nguyễn Thị Hồng. Năm nay 27 tuổi. Em hiện tại là nhân viên bán hàng qua mạng online. Bán cho mình hay là đi làm cho bán người ta đấy. À, đi bán cho người ta. Rồi, mình ở đâu? Dạ, em làm tại bên Hóc Môn á, chị, còn ở quận 12. Ở quận 12 vậy cũng gần. Quê em ở đâu? Em ở Bình Định nhưng mà hiện tại thì ba mẹ thì ở dưới Lâm Đồng. Em ở trọ? Dạ không, ở nhà. Ở nhà? Dạ. Ở nhà ở với ai? Thì anh chị em trong đó. Dạ, à, tới năm anh chị em là... đã vào trong này rồi, còn ba dạ. Mẹ thì ở ngoài Lâm Đồng. Dạ đúng rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì nhiệt tình, hòa đồng, luôn năng nổ trong công việc. Biết nấu ăn hay là chơi mấy thể thao thì mỗi cái em đều biết một chút chút. Thể thao, thí dụ như môn gì nè? Bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn. Chơi thể thao vậy đấy hả? Biết, em biết chơi nhưng mà chút chút. À, chút chút. Dạ, chứ không có giỏi. Rồi, vậy còn điểm yếu? Em chắc tính ra chắc nhiều điểm yếu. Đâu, nói cái gì mà nó yếu nhất á. Như là nhậu yếu nè. Nhậu yếu? Ờ, hát không hay, em cũng ghi nhận là một cái là điểm yếu của em. Nhậu yếu tốt chứ mắc mớ gì đâu, gọi là khuyết điểm. Trời ơi, khuyết điểm á chị, nhiều khi em nhậu vô em làm gì đó mới là khuyết điểm chứ, còn mà nhậu mà yếu thì có gì đâu khuyết điểm. Em nhậu vô em ngủ mà, cứ nhậu vô là buồn ngủ. Có tật xấu gì nữa không? Nhậu vô á, thường là ngủ thì thường là sẽ quên đi, giống như mà tắm thì vệ sinh cá nhân á, cứ nhậu vô là buồn ngủ qua ngày mai mới. Rồi mai vậy có tắm không? Có chứ chị, không đi làm không có, lên xếp đuổi. Có nghĩa tối đó ví dụ mà nhậu về là lăn ra ngủ luôn chứ không có rỉnh răng rửa mặt tắm rửa thay đồ thay đạc gì hết. Dạ đúng rồi. Để nguyên con về là đi ngủ luôn đó. Dạ đúng rồi. Có vợ đi nhậu về thì nguyên con là xuống đất ngủ nha cưng. Trời, mai mốt mà em có vợ là em bớt nhậu liền. Ờ, vậy tốt. Vậy còn em gái thì sao nè, điểm mạnh điểm yếu của mình? Điểm mạnh em vui vẻ hòa đồng, trong công việc thì rất là nhiệt tình. Còn điểm yếu thì hơi nóng tính, đang ngủ chẳng hạn. Nếu ai mà đánh thức em là hay quạo lắm. Rồi em quạo em làm gì người ta? Thì chửi. Trời đất ơi, chửi sao? Chửi, mới giờ này mà kêu rồi làm ồn em. Ngủ hơi xấu máu một chút xíu, xấu tính đúng xíu. Còn gì nữa không? Nhiều lúc thì xiên lắm nhưng mà nhiều lúc mà trợ chứng mình hay làm biến lắm. Kiểu mà nóng tính là dễ nổi khùng lắm. Biến tắm nhau mình đây hả? À, không có, tắm thì bình thường em ngày tắm 2-3 lần lắm. Chứ làm biến gì? Làm việc nhà chẳng hạn. Về tình trường thì hai đứa thì sao? Em sao? Em thì hồi nào giờ em chưa quen ai luôn. 25 tuổi giờ chưa quen ai luôn? Dạ, chưa mạnh tình, chắc dai. Có ai để ý em không? Có em để ý người ta thì có nhưng có mà... Có em để ý người ta? Dạ. Em để ý là kiểu để ý sơ sơ hay là thích thích thôi? Dạ thích thích thôi. Có cái nào mà thích sâu đậm về mà phải mất ăn mất ngủ? Dạ chưa chị ơi. Có thích trai không? Trai sao thích, thích bạn gái. Có nghĩa là thấy bạn gái là vẫn có thích? Dạ. Đẹp là phải thích chứ. Đẹp vậy là phải thích. Nhưng mà cũng không có mãnh liệt. Chỉ thích sương sương à. Dạ. Có kỳ vậy ta. Với lại mà chắc là do là em xấu nên đâu có ai mà thích em đâu. Vậy là đó giờ rồi, nắm tay ai chưa? Có. Quen ai nắm tay? Trời ơi, đi chơi kéo co, đi hoạt động phong trào đoàn. Có hung ai chưa? Hồi bé em có hung mẹ em, chắc là có. Nó hung bạn gái chứ hung mẹ nó làm chi trời. Dạ hung bạn gái thì chưa. Cái suy nghĩ là biết chưa rồi. Chưa. Vậy là còn nguyên. Dạ đúng rồi. Còn ý nguyên. Dạ đúng rồi. Chưa bóc tem. Dạ, chưa đụng phụ nữ. Trời ơi. Rồi thí dụ người ta đụng mình cho không? Tùy chứ chị, nếu mà... Tùy chứ đụng bình thường giống như chị đụng em hay mấy bạn đụng em thì vẫn là bình thường. Chuyện trai gái mà cứ chị em với mẹ con như thế hoài thì khổ ghê. Sao? Cho không? Cái tùy trường hợp chứ chị. Tùy chứ... gì nữa, bạn gái đụng mà cũng phải tùy nữa hả? Lỡ mà tự nhiên cái chị mà không thích người ta, chị không có tình cảm với người ta, chị đụng mất công khổ người ta. Chị thì con trai có lẽ giống như em ví dụ nha thì không sao. Còn như người ta phụ nữ nhiều khi mình đặt cho người ta mối hy vọng vậy. Cái đồng cái mình dập tắt người ta cảm thấy tội lắm. Trời đạo đức ghê luôn. Dạ. Con gái người ta thích mình người ta mới đụng mình. Người ta đụng mình thì người ta có chơi có chịu, ai đổ thừa ai bắt ông làm gì đâu mà chưa gì ông sợ rồi chịu trách nhiệm. Nhưng mà em không có tình cảm, em sợ làm ta, sợ người ta tổn thương. Có nghĩa dù ế nhưng mà phải con gái nào phải đụng mình là cũng phải mình phải thích mình mới cho đụng đúng không? Đúng không? Mình suy nghĩ nữa, chờ cái gì mà dân chơi mà cứ suy nghĩ hoài hèn chi ế. Bây giờ đụng cho không? Bạn bây gái giờ... bạn gái đụng cho không? Bây giờ đụng cho chứ. Cho chứ. À, bữa nay ta cười nè. Nghe ảnh tình trường của ảnh chưa có gì trơn, trơ lơ trụi lụi trống trơn, em thấy sao? Em cũng thế mà. Hả? Em cũng vậy mà. Em cũng vậy luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bản thân em có thích ai không? Có được yêu đương phương ai không?
Có đó, người ta hơn mình, người ta ít ra cũng có yêu đơn phương nè. Thích 3 năm lận đó chị. 3 năm? Em có tỏ tình cho người ta biết không? Tại em người sao? Kiểu hay nhút nhát một chút. Cảm giác yêu đơn phương như thế nào? Em nói cho bên đây người ta nghe với bên đây người ta học hỏi nè. Thấy bạn nam đó mà nói chuyện với con gái khác á, chung cũng không thích. Tổ trong người ha, lồng lộn mình ha. Nói chung là mặt không có vui rồi đó. Vui. Hay tìm cớ kiểu là để tiếp cận người ta. Thích bạn đó từ lớp 10 đến 12 chị. Mà cái bạn đó có biết em thích bạn đó không? Em cũng biết. Trời. Em nghĩ là chắc không biết, nhưng mà chắc người ta không thích, người ta không có. 3 năm trời cũng chung thủy lắm nha. Gặp dù đơn phương 3 năm là mối tình rất chung thủy. Chung thủy. Ủa vậy rồi có nắm tay chưa? Chưa. Vậy là hôn cũng chưa hôn luôn. Dạ không. Lấy thôi. Bạn trai hôn cho không? Dạ xin được. Dạ được. Người ta không suy nghĩ. Người ta bạn trai hôn cho không? Dạ được, không suy nghĩ. Còn ai kia? Là hồi lúc thôi, lúc em mới suy nghĩ. Lúc cái gì? Hồi nãy tôi đang hỏi tức thì đây, ông đừng có tráo trở. Thiệt tình luôn á, em mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m65. Cao nhiêu? Dạ, 75. Gì nữa? Biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Tính tình thì vui vẻ, có công việc thì ổn định, có nghĩa là có thể kiếm ra tiền đó. Ừ, ổn định công việc phải không? Làm ngân hàng phải không? Làm khâu nào chổng? Dạ, bên hỗ trợ kinh doanh, chỗ tư vấn khách hàng, tài chính hàng cá nhân vậy. Được. Đã ế mà đừng nói không quan tâm chăm sóc bạn gái đó là thua luôn đó nha. Có gì vậy? Cần cù bù đẹp trai được không? Dạ được. Ngoại hình đi em. Nói chung là gọn gàng là được rồi chứ. Tóc tai. Đừng có tóc dài, đừng có nhuộm, nếu mà không nhuộm là tốt nhất. Tóc ít chút xíu được không? Miễn cưỡng được đừng hả? Miễn đừng để hói. Đừng dùng từ hói, người ta không có thích. Trắng cao chứ không đừng dùng từ hói nha. Tóc đen, mượt, bóng, hơi cao cao xíu thôi, được không? Được. Rồi, còn em, mẫu người bạn gái của em sao? Dễ nhìn chút, dễ nhìn là theo mắt thẩm mỹ của em đi. Dễ nhìn là sao? Mắt em sáng thì em nhìn dễ thôi chứ. Ngoại hình thì cũng từ 1m50, 50 trở lên được. Đó là được. Tóc tai, mắt mũi miệng, quần áo, phong cách. Tóc mà đừng có nhộm màu đỏ chót hay mà đồ màu vàng quá. Nãy giờ theo chị miêu tả cho em hình dung ra bạn trai bên này như thế nào? Chắc hơi có khó tính không ta? Khó tính không hả? Em nghe cái kiểu thôi. Ghê thiệt, nói chuyện qua cửa trái tim mà biết bên đây khó tính luôn. Mà em đoán ngoại hình của anh á. Ngoại hình hả? Em nghĩ chắc cũng dễ nhìn á. Mắt mũi miệng. Cái đó khó quá. Đố em mà đang mặc đồ gì? Áo sơ mi quần tây. Trời hay dữ. Em đoán mình bạn gái mới khó nè. Dạ. Đoán cổ đi. Tóc dài hay tóc ngắn? Theo mà em nghĩ thì chắc là ngang ngang đây nè chị. Cổ đang mặc đồ gì? Thì mặc cái đầm. Cái đầm? Cái đầm như thế nào? Kín đáo, hở hang, cổ điển, hiện đại. Chắc cũng kín đáo quá chị. Cũng kín đáo. Dạ. Mập ốm cao thấp như thế nào? Theo em nghĩ chắc bạn đó cũng cỡ 1m58 hay 1m6 quá chị. Nãy sao em đòi có 1m50, giờ em lên tới 1m6 dữ vậy? Nhưng mà em nghĩ về bạn đó. Mẫu của em là 1m50 nhưng mà em nghĩ bạn này 1m6. Dạ. Cái cơ sở nào mà em nghĩ người ta 1m6? Thì bạn đó nghĩ là em phải từ 1m6 trở lên thì em nghĩ như vậy. À, suy đoán rồi gì nữa? Vừa chứ không có mập đâu chị. Số đo 3 vòng. Số đo 3 vòng hả? Tính. Rồi về số đo 3 vòng em đưa gì ra vậy? Em làm gì vậy? Dạ. Em làm gì vậy? Em tính là giống như là một mét sáu, bao nhiêu đó. Trà này khó, thà tính tiền nó dễ chứ. Em tính đại đi, trời, ngân hàng phải có con số chứ. Chắc cũng 80 hay 60 hay 90 gì đó. Trời ơi, cao 1m6, 80, 60, 90. Dạ, xin giới thiệu với quý vị màn trình diễn thời trang của Hòa Hậu. Dạ. Mở cửa để tìm ra một cái, nhìn nhau cái là phát biểu cảm nghĩ liền nha. Dạ. Ok. Em đợi nãy giờ. Đợi nãy giờ luôn hả? Mở cửa trái tim. Các bạn, đây, nay tới chương trình có món quà tặng bạn. Cảm ơn, mình cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng bạn. Dạ rồi, cảm ơn. Anh tặng em, nói lại đi. Nay đến với chương trình thì anh cũng có cái món quà. Cây này là nó là cây may mắn. Thì anh hy vọng giống như tặng nó cho em, giống như sẽ mang may mắn nhiều đến cho em. Em tặng quà gì cho ảnh vậy em? À, con gấu bông. Cái này mình có thể trên điện. Dạ. Trên móc khóa. Nhớ nha, hãy nhìn thấy gấu nhìn như nhìn thấy em. Ừ, nó rồi đó. Đúng luôn á nhỉ. Giống luôn á hả? Đúng luôn. Rồi sao bây giờ cảm nhận đầu tiên hai bạn khi nhìn thấy nhau là như thế nào nè? Mời em trai. Cảm nhận thì cũng gần như em suy đoán là vậy. Nhưng vậy mà hả? Gặp bạn đó thì giống như vừa nhìn đầu tiên á thì nhìn là thấy bạn đó giống trẻ, là người hiền hậu. Ừ. 80, 60, 90 không em? Chưa có thấy. 80, 60, 90. Trời ơi, vậy mà còn chưa thấy nữa. Vậy đã thấy rồi. Chưa. Còn em sao? Cảm nhận của em khi mà lần đầu tiên nhìn thấy Hải thì em thấy như thế nào? Đúng là em nói chắc hơi khó tính. Sao mà mới gặp của người ta chưa có nói năng, nói tặng quà không mà người ta nói mình khó tính. Bây giờ cái trách nhiệm của em làm sao em phải xóa bỏ cái tư tưởng đó trong đầu của cổ. Làm được không? Dạ được chứ chị. 1 phút 30 giây được không? 3 phút đi, có nhiều thời gian chắc đừng tâm sự nào. Nói chuyện được. Bây
giờ Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Dở Hở Food. Vừa ăn mình vừa tâm sự với nhau 3 phút đúng không? 3 phút phải làm sao cổ không thấy em khó tính nữa mới được nha. Bây giờ chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức trời ơi, một bàn đồ ăn ngon quá trời ngon luôn nè. Xíu mại bào ngư nè, bánh xếp nước phi cá nhân sâm nè, bánh thiên nga khoai môn đen, bánh trứng nướng bồ đào nha, mì đùi vịt quay. Ây cha, nhìn thôi là hấp dẫn rồi. Đói bụng quá, chị Tường cũng đi vô kiếm đồ ăn ăn đây. Hai bạn vừa ăn uống, vừa trò chuyện, vừa tâm sự với nhau nha. Yeah. Nhớ đừng có ham ăn mà quên cái nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả của mình. 3 phút nữa chị Tường quay trở lại đó nha. Nha. Lâu xíu cũng được hả? Rồi mời hai bạn. Mời em ăn chưa? Mời. Em làm ở đâu? Với Hóc Môn. Công việc của em làm giờ giấc đồ ra làm sao? Sáng khoảng 10 giờ. Sáng 10 giờ làm tới mấy giờ? Em ăn trưa đi. Dạ. Tối hả? Khoảng tùy hôm á, 8 giờ đến 9 giờ. Thì anh hy vọng vào cái mối quan hệ này, nhưng mà nếu mà xong chương trình này á, nếu mà có khi nào mà em rảnh á thì cho nó khoảng thời gian. Bình thường em hay về quê không? Có, nói chung là năm về cũng 2-3 lần. Anh có gia trưởng không? Không, mới tiếp xúc em nghĩ là nó hơi khó tính. Tại do mà mình ế từ bé tới giờ đó. Cái mình thấy mà giống như những người bạn của mình. Những người bạn của mình làm sao mà giống như lớn lên cái rồi ai cũng có cặp có đôi, mà tự nhiên cái có những người mà ta quen nhau cái rồi đùng cái rồi người ta chia tay, hay có những người người ta cưới nhau về người ta chia tay. Mình không có tin đúng không? Cái rồi xong cái mình cũng đặt dấu hỏi tại sao người ta lại chia tay như vậy. Cái lúc đó cái mua sách tâm lý rồi cái đi học về tâm lý. Học về tâm lý nên cái gì cái người ta cứ nghĩ là mình khó vậy mà không có. Ví dụ như sau này em với anh có thể tới được công việc nhà rồi, ví dụ có con cái thì sao? Anh có phụ không? Phụ chứ em, tại bình thường ở nhà mà đa phần là anh làm công việc nhà không mà. À là nhà anh bên quận 10 luôn hả? Nhà ở bên Bình Dương á. À anh chỉ làm trên đây thôi. Đúng rồi, lên trên đây đi làm rồi ở trọ ở trên đây. Thường là ở nhà hay ở trên đây đa phần phải làm việc nhà. Biết làm mà từ lúc mà đi ở đợ đó. Hồi đó mà đi học á, xa với lại có mấy đứa bạn thân. Mẹ bạn đó bị khớp, còn bạn đó thì cũng học đại học ở xa. Cái mình tới mình phụ nhà, từ đó biết nấu ăn cái gì, việc nhà. Nó ngon không? Ăn thì được rồi. Chắc cũng được, chứ lại tùy mà cảm nhận của em thôi. Làm ngân hàng tính toán nhiều rồi có tính toán không vậy? Trời ơi, bây giờ thì mình chưa có gia đình. Mình làm ra được tiền thì mình vẫn sẽ xài. Nhưng mà mình xài mình sẽ có một cái khoản gì đó mình để cho nhiều khi mình ốm đau bệnh tật thôi. Còn giống như mà khi mà mai mốt mà có gia đình thì đa phần là mình sẽ lo cho gia đình của mình nhiều hơn. Đâu phải là cứ mà cái gì mình cũng tính toán như vậy. À, vậy thì được. Tại sợ con trai mà tính toán nhiều sợ lắm. Mới 25 mình cũng đâu có ế. Buồn lắm em ơi. Nhắc tới không ế vậy, nhiều khi mà mình nghĩ mình cũng đang còn trẻ. Ra ngoài đường mà thấy tự nhiên cái bạn bè, cái người ta cái chở nhau đi chơi lễ Tết 14-2 Noel vậy đó. Nhiều khi không dám ra đường luôn. Tủi thân đúng không? Đúng rồi. Có lúc mà rớm nước mắt luôn kìa. Điều gì? Mà do khó tính quá sao không có ai vậy? Làm gì có. Ngân hàng nhiều nữ lắm đó chứ bộ. Ai cũng nghĩ như vậy á. Khi mà mình vô mà ngân hàng không có ai nghĩ là mình ế. Tại mọi người kêu là nhìn mày cũng hơi xấu thôi chứ không có nổi xấu lắm. Cũng có công ăn việc làm ổn định đi. Tao mà ngân hàng gái nhiều vậy mà mày không quen được ai. Những người ta vô đa phần người ta, một là người ta có người yêu, hai là người ta có gia đình rồi. Còn cái trường hợp còn lại đó thì người ta giống như không thích mình, hay người ta đặt cho người ta một cái tiêu chí là giống như là phải đẹp trai, nhà giàu, đại loại như vậy đó. Đi làm mà đủ điều kiện nuôi bản thân mình là được rồi. Thường làm như vậy á, lễ Tết đồ mình có được nghỉ được rảnh hay gì thứ bảy chủ nhật gì không? Vẫn là nói chung là làm cho vẫn nghỉ theo bình thường cũng được chị. Mình cũng được, tôi đâu biết gì đâu, vụ gì đang hẹn hò phải không? Nói chung là lễ Tết được nghỉ bình thường. Đang hẹn mà đó, giống như mà cuối tuần á rảnh được đi chơi. Mà định đưa người ta đi chơi ở đâu? Em với mấy anh chị chỗ phòng kinh doanh, chỗ bên phòng em á thì dự định là đi Nha Trang chơi. Đi Nha Trang chơi. Bạn gái mới gặp chưa gì rủ đi chơi xa rồi, thiệt luôn á. Rồi bây giờ nè, cho bóc bài nè, tôi test bạn vài cái thôi. Chứ giờ 25 tuổi mà miệng cũng dẻo nè ha. Bây giờ mời bạn nữ bóc trước nha, đọc lớn lên. Anh có thể cõng hoặc bế em đi 5 phòng không? Được có chị. Được không em? Trời ơi, cơ hội, cơ hội. Cái này được. Thử men của em luôn, thử dạ. Sức khỏe nè. Thử giờ sự va chạm, ủa chứ giờ chừng nào được nữa rồi. Giờ? Rồi mời em qua bên đây. Rồi 5 vòng xung quanh đây. Là để cho leo lên lưng em vậy đúng không? Rồi, đúng rồi. Đây. Bế nổi không? Bế nổi không? Dạ. Bế vậy nè. Nhiều ký vậy. Cái cổng ta bằng hai chân ta ra hơi tội người ta phụ nữ mà em bấm khép lại vậy nè. Vậy đúng không? Đúng rồi. Trời ơi đó. Số đo 3 vòng. Đó, rồi cho không được. Bỏ xuống. Được có chị. Được, cổng đi, cổng. Vậy cổng đúng không? Cổng đi. Vậy nó hờ quá. Lâu xíu cũng được không? Ừ, 10 vòng cũng được. Sổ, khoan, em chưa có nhấc lên. Ừ trời ơi.
hay sửa lại 10 vòng đi chị. Một vòng, trời ơi, thấy thương tâm ghê. Cộng thế gì mà thiệt nào. Uống bao nhiêu ký vậy? 2 vòng 76 okay. 76 hả? Nè, trời ơi. Nào, 3 nào giờ vòng được cổng. Người ta đáng lẽ người ta phải hai cái chân ra lên vậy nó gọn hơn. Trời ơi. Cái gì chị ơi, thả xui chi tội nghiệp nhỏ ghê vậy. 4 vòng. Một vòng nữa đi cưng. Bấu vô rồi có 10 ngón tay vô đùi luôn nè. Trời em tính xác lên như vậy nhưng mà rồi 5 vòng. Sao em? Ảnh khỏe không em? Khỏe. Đủ sức đưa em đi hết đoạn đường này không em? Có đó. Có hả? Cảm giác em sao? Đầu tiên á là nghe đọc cái đó rồi bắt đầu khoái. Khoái. Cái rồi sắp tim nó đập mạnh. Nó đập mạnh một phần đó là do mệt. Mình lấy con kêu 10 vòng được lắm. Không phải, tại vì cái thế em không có cho người ta cái thế. Tại thường cổng là mình phải hít lên cao rồi để mới nhẹ. Tại em xuôi hai chân xuống vậy cho nên là người ta nặng là đúng rồi. Cái này thì không phải binh bằng nam. Phần do mà giống như cái kiểu mà lần đầu tiên mà ba chạm được ẩm được gái sướng hả? Giống như nó rầm nó nóng. Đưa tay bắt mạch coi mạch ổn định không. Bạch ghê thiệt. Bài nào có một lá bài đọc lớn lên. Tật xấu nhất khi ngủ của em là gì? Gác người á. Sướng nữa. Nghe cô nói gì không? Gác lên người ngủ thì không, nói chung nó vậy hồi ôm, trước đúng như gối ôm mà nay thì đỡ hơn là có gối ôm thì gác lên gối ôm thì đó mà mai mốt thí dụ ngủ không có gối ôm là gác lên người là người nào thì người yêu hay người ngủ chung mà biết khi nào mới được ngủ chung không cũng chưa biết nữa chị theo em thì khi nào là hai người mới được ngủ chung thì mà giống như quen nhau hay người yêu rồi xác định mà giống như mà tiến tới xa hơn về hôn nhân thì khi mà bắt đầu mối quan hệ vậy đó thì nghĩ là sẽ được ngủ gửi nhau mới được ngủ chung. Nhiều khi mà giống như mà em lên trên chỗ mà trên chỗ bạn đó chơi rồi giống như mà tối giống như mà không chỗ nhiều khi chỗ nhà bạn đó xa rồi xong rồi em ngủ ở ngay chỗ nhà mà chung nhà mà chị. Ừ, ngủ chung nhà mắc mớ gì người ta ơi, ta gác em mắc gì người ta ôm em. Cũng được. Vậy là phải chung phòng đúng không? Đúng rồi, chung phòng mới chung giường mới gác nhau được chứ đúng không em? Chừng nào mới ngủ chung, chừng nào mới gác nhau được. Khi nào bạn đó cho rồi gác. Thí dụ bây giờ bắt đầu mối quan hệ cảm thấy hợp nhau thì bao giờ tiến tới hôn nhân? Em thì giờ kinh tế thì kêu cũng ổn định thì cũng bình thường, công ăn việc làm cũng có. Tuổi thì nhỏ thì không nhỏ mà lớn thì cũng chẳng lớn. Giờ quan tâm giống như do bạn nữ thì 1-2 năm hay gì đó. Nhưng mà em đã sẵn sàng mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Chuẩn bị mấy năm nay rồi. À, chuẩn bị mấy năm nay rồi. Dạ. Em gái thì sao, mình có yêu cầu gì ở phía bạn trai không? Miễn sao là bạn trai có thể đi làm, tạo đủ điều kiện cho hai vợ chồng sống là được rồi. Thì tốt rồi. Có nhà cửa thì càng tốt, không sao hết. Hiện giờ là em đang ở nhà vậy? Em bây giờ đang ở với bạn em. Là ở nhà trọ. Dạ. Có kế hoạch bao nhiêu năm nữa thì mình có thể là an cư lạc nghiệp hay không? Em dự định giống như 1-2 năm nữa thì giống như sẽ xin chuyển về chỗ ngay khúc mà gần nhà em ở trên chỗ Bình Dương đó. Ừ. Khi mà chỗ đó mở chi nhánh phòng giao dịch á thì về đó nhà cửa hay gì mọi thứ thì vẫn sẽ ổn định hơn như đây. Về kinh tế hay mức sống này kia. Có nghĩa là định sau này là sẽ lập nghiệp ở Bình Dương. Dạ. Bây giờ một cơ hội nữa dành cho em nè. Chị là chị kết em lắm rồi đó. Em có thể thể hiện một cái gì đó để mà em có thể thuyết phục bạn gái đấm nút hẹn hò với em hay không? Nãy em nói em có nhiều tài năng lắm đó. Dạ. Dạ, bây giờ làm gì? Chắc là hát đi chị. Rồi, hát một khúc thôi. Này đến chương trình có dịp gặp em thì như anh hát tặng em một khúc. Nó là cái khúc nhạc mà anh cũng không biết tên nhưng mà nghe người ta hát rồi thích. Lần ngắm lá mùa thu, nhìn cơn mưa, cơn mưa là vàng. Lần nghe tiếng thời gian, để hôn ân mơ về di vấn. Tình là chiếc lá thu hoàn rơi buồn rơi, tình là nhung nhớ đôi mắt em hơi ngửi. Tình là lưu linh sống trong kỷ niệm, nhẹ nhàng ôm lấy từ ngay tay trong vòng tay. Dạ rồi chị. Tôi cũng không biết bài là bài gì luôn, nhưng mà không sao, nghĩ nó có ý nghĩa là được rồi. Em có cái gì tặng ảnh không? Em hả? Muốn nói gì với anh không? Vậy thì em hãy nói cho anh bất cứ một cái điều gì đó trước khi chúng ta quyết định. Em thấy anh cũng được, nếu mà anh cảm thấy hai đứa mình hợp đấy thì có thể tạo cơ hội cho hai người hẹn hò. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Đây là cái nút bấm hẹn hò nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu như chúng ta thấy là mình không phù hợp, có thể mình nói chuyện, mình nói chuyện vậy thôi nhưng mà trong lòng mình cảm thấy không có rung động, không sao xuyến, đây không phải là đối tượng mình muốn tìm để tiến tới hôn nhân thì chúng ta không cần bấm. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra khỏi nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Trai hơi nhanh ha, mới 2 bấm rồi ha. Chớp cơ hội chứ chị. Rồi, đầu đây qua bên đây.
nắm tay nhau đi em. Khi chúng ta đã bấm nút hẹn hò nhau rồi thì bây giờ là thủ tục một nụ hôn đầu tiên của hai bạn, và cũng là một nụ hôn đầu tiên nhân kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta đồng ý sẽ cùng tìm hiểu nhau. Trời ơi, gì mà sợ dữ vậy, em làm ta sợ kìa. Sao cảm thấy sao? Nó như hồi nãy chị, nhưng mà cái này nó thích hơn. Ủa, à rồi anh ảnh hết khó tính chưa em? Nãy chị quên hỏi. Dạ, đây cũng ý là nhìn gương mặt thôi. À, nhìn gương mặt hơi khó tính à. Dạ. Mình cứ chủ động chia sẻ về bản thân, rồi biên tập thiếu cái gì nữa thì biên tập sẽ bổ sung thêm nha. Họ tên em là Trần Ngọc Thảo. Thì ngày sinh, em sinh ngày 19 tháng 7 1989. Quê quán em là Nghệ An. Em sống ở, làm việc ở Vũng Tàu. Em hiện tại công việc em đi tàu thuyền, chở dầu á. Đi tàu chở dầu là mình là lái tàu á hả? Em bên vận hành sửa chữa máy móc á. À, gia đình mình cũng ở Vũng Tàu luôn nha Hảo. Dạ, gia đình em vẫn ở Vũng Tàu ạ. À, vào đây từ lâu rồi đúng không? Chỉ là quê mình ở Nghệ An thôi. Dạ. Và hiện tại em sống cùng gia đình đấy. Hiện tại là ba mẹ em ở nhà riêng, còn em ở nhà riêng ạ. Nhà có nhà riêng rồi. Dạ. Đi làm vận hành sửa chữa máy móc trên tàu dầu như vậy thì thu nhập một tháng của mình là khoảng bao nhiêu? Thu nhập em là 8 triệu một tháng. Cái nhà này là mình tự mua hay là ba mẹ mua cho mình? Nhà thì là ba mẹ cho em ở thôi. Là mình ở thành phố Vũng Tàu luôn em? Nhà em ở trong thành phố Tuy Vũng Tàu luôn rồi. Chị. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Hảo ha? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì là hơi nhút nhát tí. Điểm mạnh của em thì là nấu nướng được. Hát hò năng khiếu gì không em? Em hát sơ sơ được thôi, sơ giọng không hay. Hát thử cho chị nghe đoạn thế này. Hát vui thôi mà, đâu phải đi thi ca sĩ gì đâu. Dạ. Hát một đoạn đi. Sợ giọng không hay chị cười. Trời ơi, cười gì trời. Hát hay thì em mới làm ca sĩ được. Em đâu còn đi làm mà ngồi đây phỏng vấn thì bảo hẹn hò nữa. Rồi, em sẽ hát. Mưa rơi mưa hát xuống đêm buồn, con phố vẫn tận ngâm ai về sau mưa. Đèn khuya điêu hiu tay lát xôi bên hè, về mắt nai kim sông vươn lại bữa. Em nhớ một đoạn thôi. Em hát dở lắm chị. Rồi, tình trường của em thì sao này Hảo? Dạ. Tại em mới ly dị vợ là được 2 năm nay rồi. Hiện tại em đang sống độc thân một mình ạ. Con cái gì không? Dạ. Em có con không? Dạ em có đứa con trai đi theo mẹ rồi ạ. Trai mấy tuổi? Dạ con trai theo 3 tuổi ạ. Rồi lý do sao hai vợ chồng em ly hôn vậy? Là lý do thì là hai vợ chồng không hợp ý nhau, với lại hai bên gia đình đang giao chiến nhau á chị. Hai gia đình giao chiến là sao em nghe ghê quá. Thì là gia đình em á thì không ưa gia đình bên vợ nhiều. Hai bên là không ưa nhau đúng không? Dạ. Yeah. Thế sao lúc đầu còn cưới? Thì lúc đầu là gia đình cưới xong về sau ở 1-2 năm gì đó thì là bị hai gia đình nhiều khi gặp trục trặc vấn đề em với lại vợ thì
Nói chung là như vậy chị. Nói chung là ban đầu là ok, nhưng mà về sau hai đứa cãi lộn ra rồi này, gia đình ai thì bên người đấy, cho nên là thành ra là cãi lộn nhau nữa đúng không? Dạ. Yeah. Em với vợ em cãi nhau thì gia đình vợ em thì bên vợ em, còn gia đình em thì bên em, cho nên là hai gia đình hỗn chiến với nhau, đúng chưa? Dạ. Yeah. Rồi nó bắt đầu là ly hôn, xong là con trai 3 tuổi là cho mẹ. Dạ. Yeah. Em có trợ cấp không? Đây, em có tháng trợ cấp khoảng 2 triệu ạ. Rồi. Sau khi ly hôn không có tên ai đúng không em? Để sau khi ly hôn em không quen ai, là em xong đi làm mình tung. Thế là em muốn tìm mẫu người như thế nào? Rồi em muốn tìm mẫu người là biết quan tâm tới gia đình với lại nói chung quan tâm với gia đình hai bên là được rồi. Chỉ chăm sóc đối xử với người lớn là được. Còn ngoại hình tuổi tác công việc thì sao em? Ngoại hình thì em cũng không biết của bạn gái, tuổi tác của bạn gái. Thì em chiều cao của em là 1m65. 1m65 chắc là bạn gái thì giỏi lắm là khoảng 1m7 được rồi. Cái gì mà khoảng 1m7 rồi, được rồi, em cao mét bao nhiêu? Em cao cho 1m65 rồi, khoảng bạn gái khoảng cỡ 1m66 cũng được, 69 cũng được. 1m5 được không? 1m5 cũng được, gì? Rồi ly hôn thì đang nuôi con được không em? Dạ. Yeah. Bạn gái đã ly hôn đang nuôi con thì được không? Chị. Hả? Được chị. Ok chị. Tuổi tác thì sao? Lớn hơn em vài tuổi được không? Lớn hơn em vài tuổi hả? Ừ. Chắc là có cỡ nào của ba 30 hoặc 35 tính ly dị em có con rồi đó. Là được. Thì 35 là 4 tuổi hơn em đó đúng không? Em thì là 89. Ừ, 89 là 34. Dạ, vậy cũng được chị. Tức là lớn hơn em 1-2 tuổi thì vẫn ok đúng không? Lớn hơn 1-2 tuổi là ok. Ừ. Ok. Rồi. Về quê quán của bạn gái hay là công việc hoặc là nơi ở hiện tại của bạn gái thì đang ở khu vực lân cận Vũng Tàu được không? Dạ được chị. Ok em. Rồi, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, còn nếu như mà có người phù hợp với các khoảng thời gian gì phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với em để làm nội dung kỹ hơn nha. Dạ. Rồi, cảm ơn Hảo nhiều ha. Dạ, cảm ơn chị ạ. Chào em. Chào chị ạ. Em ở đây thì chỉ có biên tập và sản xuất của chương trình thôi, cho nên là cứ thoải mái nha. Rồi mời em giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Nói to lên giùm chị nha. Dạ, em tên Nguyễn Xuân Quỳnh. Em sinh năm 1995. Công việc của em là nhân viên kỹ thuật ạ. Em hiện đang làm tại Thủ Đức ạ. Em là quê ở đâu? Em qua quán ở Phú Yên à. Em là nhân viên kỹ thuật cho công ty gì á? Chuyên về cái gì? Chuyên về mảng chất lượng à. Rồi Quỳnh chia sẻ một xíu về bản thân em đi Quỳnh. Ví dụ như điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào ha? Điểm mạnh của em là em chịu khó học tập à. Có tính thay đổi, có tính thay đổi hướng về học kiến à. Yêu thích thể thao và biết quan tâm mọi người ạ. Rồi có điểm yếu hay tật xấu gì không? Dạ, điểm yếu của em là em biết nói, em biết bạn bè. Ít bạn bè hả? Vậy còn trước giờ là có bạn gái này kia không? Quen mấy mối tình rồi? Rồi em
chưa quen ai ạ. Em chỉ có thích vài và có thích bạn nữ tìm hiểu được một tháng rồi. Cảm thấy bạn ấy không đồng ý, rồi có nói lời yêu mà bạn ấy không đồng ý thôi. Nên em chăm lo cho sự nghiệp rồi em không có đi tìm hiểu nhiều. Hồi vậy là hồi giờ chưa biết cảm giác yêu luôn hả? Biết cảm giác nắm tay hay hôn bạn gái này kia chưa? Hả? Chưa luôn. Trời ơi. Rồi là lý do bạn gái sao từ chối em? Bạn gái có nói lý do không? Trời ơi, do em quen trên mạng nên khoảng cách xe không có tìm được cái điểm chung với nhau. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn mẫu bạn gái như thế này nào? Mẫu bạn gái của em là cao 1m6, biết yêu thương gia đình, chăm sóc bản thân của mình và chia sẻ. Quen khu vực từ Bình Định vào đến có thể kết nối với em từ Bình Định đến Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tuổi tác bạn gái thì sao em? Tuổi tác bạn gái à? Bằng nhỏ hơn hay lớn hơn em 1-2 tuổi được không? Được ạ. Là có thể lớn hơn 1-2 tuổi được ha. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không? Con chỉ biết yêu thương gia đình, yêu thương ba mẹ được ạ. Ủa em là cao bao nhiêu? Em cao 1m72 ạ. Rồi, ok. Em có ca hát này kia đồ được không Quỳnh? Dạ, em ca hát tệ lắm ạ. Ủa, nhưng mà lên tán gái là phải tự tin mạnh dạn lên. Rồi là học hát hò để còn hát tỏ tình đồ với bạn gái nữa. Nha. Em không ngại đứng thể hiện trước đám đông mà tại vì cái giọng hát của em nó tệ nên hát vui thôi là được rồi, hát vui cái cảm xúc lời bài hát ý nghĩa là được rồi. Rồi nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm với em ha, kỹ hơn, nhiều hơn, và có bạn gái phù hợp á thì lịch quay gần nhất là 26-27 á thì chương trình sẽ thông báo cho em biết và cố gắng sắp xếp tham gia nha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn. Mình tên là Phú Ngự Đồng Tháp. Mình năm nay 25 tuổi. 25 tuổi là sinh năm bao nhiêu ta? 98. À sinh năm 98, đang ở Đồng Tháp. Có ai nói em nhìn em lớn hơn so với tuổi không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi sao mà chững chạc dữ vậy? Mới sinh năm 98 à? Tại em lo công việc anh chơi. À lo công việc hả? Em làm công việc gì? Hiện tại đi đang lái đi ghe nhà. Trời, má chị. Lái gì em? Chở ghe, lái ghe gì vậy? À lái chở ghe đó hả? Lái ghe đúng không? Đúng rồi, nhưng mình có nhà đó. À nhà em là có cái ghe ở ngoài chợ, bán ngoài chợ hả hay sao? Không, mình hàng gạo mình đi ra. Nói ghe giao gạo, em làm vậy thì cái thu nhập của em thì như thế nào? Thì cũng khá là ổn định chứ. Tháng nhiêu? Thì mình không có theo tháng, mình đi theo vụ. Một vụ gì đó. Vụ gì để gạt được nhiêu? Vụ thì bây giờ một vụ vậy là 3 tháng. Một chị mình chặt kiểu như một chiến mình bỏ chi phí thì mình lời được tới 5-6 triệu. Một tháng có thể đi được 5-6 chiến. Rồi ok. Nu hả? Em nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của em đi, rồi ở miền Tây có ca hát đồ này được không? Không, chuyện đó không có năng khiếu ra mình ca hát gì ơi. Chứ em tự tin về bản thân em cái gì? Có những cái điểm mạnh gì, điểm yếu tật xấu gì ha? Không biết nói giờ mới nói sao. Em cũng thấy mình là bình thường, cũng có cái gì gọi là nào quá điểm mạnh hết cả. Điểm yếu là em như là em nói chuyện hơn cả Lâm xíu thôi, chứ em không được gặp cái nhậu không được. Chủ yếu. Rồi nấu nướng rồi thể thao đồ này kia có giỏi không? Thì nấu nướng thì làm hết. Tại mình đi kiểu đi xa nhà hoài thì nấu nướng làm được hết. Còn thể thao thì hồi trước có chơi, giờ không còn chơi gì cả.
Trước giờ là quen mấy cô rồi tình trường á? Lúc trước á thì quen được hai người, nhưng trong quá trình gặp thì nói chung bị lỡ chuyến đò. Anh lái ghe bị lỡ chuyến đò hả? Lỡ chuyến đò. Sao vậy? Sao mà lại lỡ chuyến đò? Tại lúc đó mình cảm thấy chật quá, mình không biết gia đình. Mà bên kia người ta, cha mẹ người ta mất cả thì thôi thật. Ủa là em chạy ghe này công việc này lâu chưa? Lâu rồi, làm như vậy này cha truyền con nói à. Cha truyền con nói. Rồi coi như là từ đó giờ là không quen ai thêm hay sao? Có, cũng có quen, cũng có nói. Mà người ta không thương mình, thương người khác rồi làm sao vậy? Mà xong rồi mình có rút ra kinh nghiệm được gì không? Ví dụ quen hai cô không được ai hết trơn, tự mình thấy bản thân mình cần phải thay đổi để rút kinh nghiệm được gì không? Thì chắc rút kinh nghiệm về bản thân mình, kiểu của mình. Tại vì một thằng ở ngoài mình không có bằng người ta. Cách mình ăn nói chuyện cũng không có thua người ta nên mình cảm thấy đó thôi. Rồi giờ ví dụ có bạn gái thích mẫu cô gái kiểu như thế nào? Thì bạn gái mà không dùng cao thì như ngoại hình thì dễ nhìn một xíu. Tại trên 7 cô ấy hơi trên thêm mức cửa một xíu là được. Công việc bình thường là được, về phụ em sớm. Giờ phụ em làm gì, đi ghe chung hả? Đi ghe chung cũng được, nếu mà cô ấy có ngày thì tốt, thì mạnh ai để làm cũng được. Rồi còn gì nữa, tuổi tác bạn gái rồi sao? Thì em bữa nay thì em 5, 6 thì em muốn bạn gái của mình chơi vào tầm khoảng 23, 24, 26, 27 gì đó. Ừ, coi như chịu lớn hơn 2 tuổi ha. À, sao sao cũng được, nhưng mà ngoại hình như nhìn nó hợp ngắn chắc là được rồi. Ừ, em nhìn già hơn so với tuổi mà lo gì. Rồi về bạn gái có phải làm dâu không? Ở Đồng Tháp là có nhà cửa rồi rồi gì? Đấy, có con hết. Ai như dâu thì có làm dâu, tương lai sống chung gia đình. Sau này em cho duyên, nói. Rồi, ok, còn yêu cầu gì nữa không? Yêu cầu về bạn gái nữa không? Không, vậy đơn giản vậy thôi chị. Rồi bọn họ bạn gái như là có ngoại hình dễ là nhìn xíu. Tuổi gì từ 3 đến 27 đó. Đó, công việc ổn định thì cũng được. Còn bạn gái ở đâu được, quen xa rồi được không? Hay là phải ở dưới Đồng Tháp? Dạ, yeah, yêu chồng cái tính Đồng Tháp đi cho dễ. Đó là ưu tiên thôi, nhưng mà ví dụ bạn gái ở những khu vực khác thì được không? Cũng gần gần đó. Rồi, cũng được. Rồi, ok. Nói chung hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Phải đợi chọn vào vòng 2 xong thì có người phù hợp nữa thì chương trình sẽ báo cho em biết nha. Rồi, rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Anh đang đi tìm chỗ ngồi hay sao anh? Đúng rồi, đang tìm chỗ ngồi. À, dạ. Rồi. Rồi, ok ha. Ở đây thì tụi em thấy được mình qua điện thoại rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha. Mời anh sẽ giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Tên Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1981, làm việc ở Bình Dương. Nguyễn gì em? Thể Thể. Nguyễn Thể hả? Đúng rồi, Nguyễn Thị Hiền, chia tay không? À, Nguyễn Thể Hiền. Đúng rồi. Ồ, sinh năm 81, quê của anh ở đâu? Ở Hà Nam. Quê Hà Nam mà đang làm dưới Bình Dương, anh làm công việc gì? Kinh doanh. Cụ thể là mình kinh doanh về cái gì vậy anh? Về nội thất. Dạ rồi. Bây giờ anh Thiện chia sẻ về bản thân mình xíu đi anh. Ví dụ như điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào? Nói chung điểm mạnh thì nói chung là vấn đề thì cũng làm được hết á. Công việc thì cũng không sợ khó, không. Việc gì cũng làm được hết. Rồi tiếp đi anh, tụi em đang nghe á, thấy thiếu gì tụi em hỏi. Còn như điểm yếu thì chẳng biết là nó có cái điểm gì. Có nóng tính, có nhậu nhẹt, có hút thuốc rồi này kia không? Nhậu nhẹt thì không có nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt thì không có nhậu nhẹt.
Dạ đúng rồi. Rồi còn có cái tập xấu gì không? Xấu thì chẳng có gì, ngoài lúc mà rảnh rỗi ra thì chơi cờ thôi chứ chẳng có làm gì, bài bạc thì không chơi. Anh ra là chơi cờ. Trước giờ anh đã từng lập gia đình chưa? Chưa. Chưa từng lập gia đình hả? Chị trải qua mấy mối tình rồi, quen bao lâu sao chia tay? Được 2 năm. Tụi anh cứ chia sẻ đi, tụi em đang nghe anh, tụi em thấy thiếu tụi em mới hỏi thôi. Thì đó, cũng có tình nghe được 2 năm rồi chia tay, thế là xong rồi từ ngày bây giờ thôi luôn. À, quen 2 năm lý do làm sao mà chia tay á anh? Tại vì không hợp, bên kia họ xem là kêu hai cái tuổi đấy không hợp, thế là thôi. Tức là cái tuổi, người ta kêu tuổi 90, 81 nó không hợp á. Không hợp tuổi. Rồi. Rồi, thế là bên kia là bố mẹ không cho. Rồi, vậy là từ đó giờ bao lâu rồi anh không liên ai? Chắc phải cả chục năm rồi. Trời, gì chục năm dữ vậy? Là chưa từng kết hôn với ai đúng không? Đúng rồi. Đợt trước còn đi làm xong còn xin được cái giấy chứng nhận độc thân để vào đây làm á. Là anh vào Bình Dương lâu chưa? 20 năm rồi. Là trong Bình Dương là mình có nhà cửa này kia chưa hay là anh ở với ai? À, có mình. Anh ở Bình Dương 20 năm mà mình có nhà luôn chưa anh? À, chưa, vẫn đang đi thuê. Rồi bây giờ anh mong muốn tìm bạn gái sao? Tìm thì nói chung là xấu đẹp nó không quan trọng. Quan trọng là hiền lành, thấy không? Thế thôi, không lăng nhăng là được rồi, có vậy thôi, đơn giản thôi. Rồi còn gì nữa không? Tuổi tác một mình này kia của bạn gái thì sao? Tuổi thì nói chung bây giờ cái tuổi 90 là trước kia là đã không được rồi, nên bây giờ cái tuổi 90 là không được. Đó, trước kia là cái tuổi 90 là đã quen được 2 năm xong rồi là cuối cùng là bên gái họ không chịu, thế là thôi, nên là bây giờ cái tuổi 90 là không được. Và nếu mà được cái tuổi 93 là đẹp nhất. Mà không được thì tuổi nào được. Là hợp tuổi như anh 83 hả? 89. À, thế là hợp 89. Đúng rồi, nói chung là trừ 90 ra. À, hợp 89 trừ tuổi 90 ra thôi, nói chung là nhỏ tuổi hơn anh hay như thế nào? Thì 89 là nhỏ hơn rồi đó. Ý là ngoài 89 ra những tuổi khác là vẫn ok, miễn mà trừ tuổi kỵ đó. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Bạn gái ở đâu này kia thì được. Nếu mà bạn gái mà quê ngoài Bắc thì càng tốt. Tại vì cái ngôn ngữ nó dễ nói chuyện hơn. Quê Bắc càng tốt. Rồi còn yêu cầu gì nữa không anh? Ví dụ người ta chưa từng lập gia đình như thế nào hay đã từng lập gia đình thì chịu không? Chưa lập gia đình, chưa lập gia đình rồi nó phiền phức lắm, phức tạp lắm. Rồi chưa từng lập gia đình. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không anh? Không. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh ha. Nếu mà được chọn thì chương trình sẽ thông báo sớm cho anh biết, để anh cố gắng sắp xếp tham gia nha. Rồi, ok, rồi, cảm ơn. Dạ rồi, chào anh ạ. Rồi, cảm ơn.